Thời gian tập luyện tới đây, tất cả các em phải nỗ lực hết sức, tập trung rèn luyện về kỹ thuật, về thể lực và về ý chí. Những ai có năng lực, có bản lĩnh thì sẽ đá đội tuyển chính thức. Những người còn lại sẽ ngồi đội dự bị.